Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với đoạn video Racing hiện tại của WWE Việt Cầu. Hôm nay thì chắc các bạn sẽ có một cái điều bất ngờ. Chúng ta sẽ quay lại Racing, một cái cậu rất là mới và cũng như rất là cũ. Anh em mình nhớ Estival, người có thói tay nhanh nhất Việt Nam. Chắc bây giờ chậm rồi đúng không? Rồi đó. Ok, sau một thời gian khá là lâu kênh cậu ấy bị bay, thì bây giờ cậu ấy làm lại highlight với 687 người đăng ký thôi. Thì tôi cũng cho cậu ấy một lượt đăng ký. Nói về kỹ năng của Estival bằng Sokun thì cũng khá tuyệt vời rồi. Thôi tay của đất này. Thôi ok, anh em xem video đừng quên like và subscribe các bạn. Để giúp đỡ Estival thì anh em cảm thấy hay và thuyết phục, thì anh em có thể qua kênh Estival nha anh em nha. Nếu đoạn video thì thuyết phục. Còn đối với tôi thì một điều rất sòng phẳng. Video thuyết phục thì anh em ủng hộ. Còn video nào highlight không thuyết phục thì anh em không cần ủng hộ các bạn. Cái thao tay này thôi rất có đắt. Cũng một nhanh nhẹn đây không? Khá là nhanh. Hai số quân rồi. Cầm hai số quân luôn à? Tốt gì? Bốn người đó. Thực ra này bộ không muốn không có chiếm thì nó cũng hơi khó xử lý với tốc độ nhanh của thằng ấy bộ. Anh em nào bắn mobile mà thao tác này nè, anh em nên coi ít đi bộ nhiều để anh em học thao tác u đắt à. Bắt đầy dưới thật. Để cảm thấy anh em có kêu. Ấy điều bộ sư có bôi nhân vật gì vậy? Con keo, con Caroline, con Kelly. À, combo thiên về tốc độ để bắn Skull anh em à. Caroline là con cầm Skull chạy nhanh. Con Kelly tốc độ. Con này là con keo. Combo này thì thật ra là xưa tôi chưa bao giờ sử dụng luôn. Caroline, Kelly và Hayato thì có. Hoặc là Caroline, Kelly. Thêm một con nhân vật giáp hảo, Sunny. Trong Tatsuya là đẹp. Combo này cũng ok đấy. Dành cho những người quan kêu nhanh anh em có thể sử dụng combo này. Rồi. Sao nó không để cái giao diện cũ mà dạng máu vàng máu đỏ cho dễ nhìn đó. Máu trắng này tôi khó nhìn ghê luôn á. Ừ, có nhìn nó ngon em đúng không? Anh mèo làm được như vậy không á? Bạn hỏi tôi cách đây cỡ tầm 4 năm trước đó thì bạn nên hỏi câu là Edible có làm được như anh mèo không? Nên bạn hỏi câu đó, bây giờ thì chắc tôi không bằng mấy người trẻ được rồi. Ít chơi game lại mắt bây giờ lại nheo nghe tiếng chân không rõ. Không nhận coi bắn Skull nó cuốn hơn mà nó còn bắn như liền đúng không? Kill.
bắn bot không phải bét á. Ừ không lấy bot đâu em. Ừ không lấy. Full người đấy. Mình là biết rồi. WG hết evil. Thực ra tôi đang suy nghĩ là có nên cho vào lại WG không. Tôi vẫn đang suy nghĩ như vậy. Được rồi em nó cũng xin nhưng mà tôi chưa tự nhiên nói lý do vì sao mà tôi không cho vào lại WG. Và đang suy nghĩ. Dòng này xử lý nhanh anh em à. Bộ bài xử lý nhanh lên. Tài nguyên ở đây. Cảm ơn nha. Hai like là một phần thôi, vào ai là chị cũng muốn biết luôn. Rõ ràng rồi em. Rõ ràng rồi. Mắt vào chiếc kinh. Mà mắt vào chiếc vua này nó có cái combo gì kinh này. Cái combo gì mà bắn gì mà nhìn không quay đàm. Combo xin giáp vậy đấy. Đá mút đam luôn á. Kinh. Qua combo đó chắc mơ OB sau fit rồi. Chắc. Bá quá rồi nè. Gây kinh. Anh giờ già rồi, vui chơi là anh em thôi. Bắt một chỗ tới một quá đơn giản. Mình để làm đoạn highlight mà để mắt cho người xem thì có một cả là một vấn đề mà. Nhiều thứ. Mùa này sức mạnh mạnh. Sức một phần với dòng kỹ năng với một phần đây mà. Đây. Bách nhìn điểm chai sao ấy. Phải. Bốn giờ sáng rồi anh em mà ngủ chứ ngủ. Heo anh em. Thiếu vụ anh em. Hả? Thiếu vụ không? Nhưng mà đối với tôi thì thế này vẫn chưa đủ để vào WG. Không phải là lý do vì mà anh gấu chảnh đâu anh em à. Thực ra là WG nó có một cái thông lệ mà từ trước đến giờ chắc có thể là các bạn không có biết. Là cái người nào mà đã out WG rồi trừ những thành phần trụ cột của WG thôi. Còn những thành viên đã out rồi thì không được phép vào lại. Ngày xưa Evil là thành viên của quân đoàn WG1.
một thời gian dài em ấy bỏ game, em một lý do gì đó không biết, em ấy đã out khỏi quân đoàn WWE. Thì cái thời điểm mà em ấy out thì em ấy nói chuyện với NPC chứ không nói chuyện với tôi các bạn. Thì cách đây vài bữa thì Etivo nhắn tin với tôi bảo là xin tôi về lại quân đoàn 1 của WWE. Thì tôi cũng nói thẳng là nếu mà em bây giờ em có về đấy thì em nên về WG3, tại vì WG3 là một cái quân đoàn là cày quân đoàn này chơi ranh này kia cái nọ. WG1 là nơi để dành cho những anh em bắn giải hoặc là những anh em nào mà gọi là đã trụ ngày xưa đến giờ không rời khỏi quân đoàn. Hôm qua Etivo cũng là nhắn tin lại bảo là anh có coi có cái cách nào tạo điều kiện cho em vào quân đoàn WG1, tại vì WG3 là buộc họ phải cày quân đoàn chiến. Em thì em còn công việc ở ngoài đời nữa, em còn đi làm, em còn nuôi mẹ. Thế là tôi cũng không biết vì sao. Thì thôi, chắc cái vài bữa nữa tôi cũng mời Estival lên trên chương trình này là Dị Phú để tham gia một vài trận. Ok, thì tôi sẽ vào thẳng cho vào thẳng đông rồi WG. Thôi, chúng ta sẽ nói về WG các bạn. Thì anh em biết rồi, WG hiện tại đang ở Brazil. Mới bay qua Brazil cách đây khoảng 14 phút, có mặt tại sân bay Rio de Janeiro của Brazil và kể cả Huawei Sport. Rất nhiều anh em cũng sợ rằng Xbox sẽ mệt, bởi vì đợt rồi đi qua bên Indonesia tham gia giải Free Fire World Series Phone khu vực Đông Nam Á thì xỉu tại sân bay đấy, ý đồ quần luôn đấy. Thế nhưng mà rất là vui khi mà đã xuống sân bay Brazil rồi, sau thời gian bay 28 tiếng vẫn ổn các bạn. UAI Sport và WG hiện tại đã có mặt tại Brazil và đang trên đường nhập cảnh để chuẩn bị cho chung kết thế giới. Chung kết thế giới thì vào thứ vòng bảng sẽ diễn ra vào ngày 8, ngày 9, ngày 10 và ngày 15, 16, 17. Tôi sẽ live stream trực tiếp trên TikTok và YouTube cho tất cả anh em cùng coi luôn. Vòng bảng của chung kết thế giới thì sơ lược qua thì sẽ lấy ra 12 đội, 18 đội bắn 2 tuần lấy 12 đội. Sau đó chúng ta sẽ bắn chung kết 6 trận để tranh giải thưởng 1 triệu đô la, 25 tỷ Việt Nam đồng cùng với chiếc cúp bị vua trong từ game Refi. Đó là những gì mà anh em cần biết về WG. Tôi tính gọi cho tụi nó mà mạng yếu quá anh em ơi. Thằng Bo nó đi lần này khỏe re anh ơi, đây video của thằng Bo đây, khỏe như con trâu luôn anh em ơi. Đấy. À, thấy không? Mạng đừng mèo cũng hơi yếu. Hiện tại thì đây là 4 sáng giờ Việt Nam, nhưng mà bên Brazil họ là như là 4 giờ chiều sao. Tôi cũng gọi cho tụi nó mà mạng yếu, mạng mẻo yếu quá không gọi được các bạn. Nó gọi được thì tôi cũng gọi cho anh em rồi. Rồi đây là một tín hiệu vui, chúng ta là người Việt Nam, chúng ta cổ vũ hết mình cho đội tuyển Việt Nam của Refi đợt này. Ôi, goodbye tất cả anh em nha, chúc anh em một ngày mới vui vẻ cho lại sức khỏe. Bye anh em.